thở, cứ thở thôi mà, thở thôi có gì sai. Thở nhưng chúng ta thường thở rất là nông, các bạn chỉ thở đến cái vùng ngực thôi và các bạn không thở đến cái vùng bụng dưới đâu, các bạn thở rất là nông. Chính vì thở nông như vậy nên là cái nói chuyện của mình nó rất dễ bị hụt hơi, và khi mà hụt hơi thấy cơ thể rất là rơi, trạng thái rất là mệt. Các bạn nghe thấy là phế chủ cái tình trí là buồn, và nhiều người hay buồn rầu hay có những cái rất là buồn vu vơ, thực ra là cái vì cái phế của mình nó rất là kém, nó hoạt động rất là kém. Và khi mà bạn thở tốt, thở sâu thì cũng sẽ giúp cho cái sự lưu thông nó sẽ tốt hơn. Các bạn nghe thấy là khí huyết đúng không? Khí đẩy huyết chính là oxy, là vận chuyển máu đấy. Oxy đẩy cái máu nó sẽ được lưu thông tốt hơn. Và đó cũng là lý do tại sao mà cái việc mà mình khi mình thở tốt thì trong cơ thể của mình sẽ tích lại được những cái khí tốt, và những cái khí đó là để lưu thông, để hỗ trợ đẩy huyết đi. Đó, nên là cái này cũng rất là cần thiết. Bạn hãy ngồi thẳng lưng lên và hãy hít một hơi thật sâu đến tận bụng dưới nhá. Bụng dưới là vùng dưới rốn, trên rốn là bụng trên và dưới rốn là bụng dưới, hay người ta gọi là đan điền đấy. Đó, hãy làm lại từ những cái cơ bản nhất. Hãy thở một hơi thật sâu và hãy lắng nghe cơ thể của mình thật nhiều bạn nhé.